Chào mừng bạn đến với học tiếng Thái miễn phí mỗi ngày. Và hôm nay tập chủ đề về ăn uống. Hôm nay mình sẽ phát âm cho các bạn để nghe âm thế nào cho nó chuẩn. Bắt đầu từ bài 1. Ăn sáng. Kina hán cháo. Do cái từ sáo là viết ở tiếng Việt, nó sẽ phát âm sẽ có gió, nhưng mà khi ta nói ra tiếng Thái ấy, thì không có gió. Ăn sáng đọc là kin ahan cháo, ăn trưa kin ahan thiêng, ăn tối kin ahan jen, thức ăn Thái ahan thay, thức ăn Nhật ahan jibun, thức ăn Trung Quốc a hán chin, thịt bò nưa vua, thịt lợn nưa mũ, thịt gà nưa cày, thịt vịt nưa pệt, thịt dê nưa phé, hải sản a hán ta lê, cá pa, tôm cung, ốc hoặc sò, hỏi. Cơm trắng, khao bào, thìa muỗng, chón, nĩa, xom, đũa, tắc kiệp, dao, mít, dĩa, chan, khăn lau miệng, pa xếp bạc, tôi đói bụng, chắn hiểu khao. Tôi no rồi, sân im léo khắp. Rất ngon, rọi mắt khắp. Tôi thích món ăn Thái, chấn chóp kinh hán Thailand. Tôi ăn đồ cay được, chấn kinh phệt đai khắp. Tôi thích ăn món cay, chấn chóc kinh hán phệt. Cho tôi xem thực đơn, khó menu đôi khắp. Tôi không ăn thịt bò, chấn mắc kinh nữa. Ta tập luyện phát âm hôm nay đến đây. Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bằng chữ, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và sau đó sẽ dạy cách phát âm. Các bạn hãy đăng ký và theo dõi mình để có những cái video tiếp theo mình sẽ làm và sẽ cố gắng cho nó rõ và chuẩn hơn. Những bài mình làm ra để dạy tiếng Thái này hoàn toàn là bằng tiếng Việt nên các bạn xem dễ hiểu và sau đó mình sẽ phát âm lại.